trời đất ơi. Trời ơi. Em, con nó đang ngủ mà em la lớn con nó giật mình rồi sao? Anh coi con anh kìa, nó bày bừa đủ thứ như vậy. Thôi mà. Riết rồi em không biết nó là con gái hay con trai nữa đó. Hay quá ha. Hả, con ngoan thì con em, còn con hư là con anh. Ủa với chứ hồi đó ai nói là con giống mẹ? Ờ thì bề ngoài nó xinh xắn, thông minh giống em, còn cái tánh thì giống y như anh vậy đó. Trời. Ủa con gái, ngủ dậy rồi phải không? Ba mẹ đi làm giờ nào vậy? Ừ nè, sao con không ngủ thêm chút nữa đi, khi nào mà có cơm á ba kêu dậy ăn. Dạ thôi, con ngủ cả ngày rồi. Ủa đâu có đi học đâu mà sao không đi chơi với bạn hả con? Dạ bạn tiến sĩ á thì đi học nghề ở cửa hàng điện của chú Tài rồi, còn bạn tự nhiên thì về quê, bòn bon thì đi học thêm. Riết á, cả mùa hè của con chán ngắt luôn à. Con hả, chị ước là được đi học sớm hơn thôi. Ừ vậy thì lát nữa ba mẹ sẽ đưa con đi siêu thị chơi, chịu không? Dạ được. Ôi nhưng mà thôi, nghĩ đi nghĩ lại thì đi siêu thị cũng chả có gì hết, chán lắm mà. Ơ ừ? Ba, hay ba cho con về quê của tự nhiên được không ba? Từ nhỏ tới giờ con chưa biết về quê là gì. Rồi. Ba cho con đi thử một lần đi ba. Cũng được đó. Hí? Tại vì có lần á ông Bách rủ ba về quê chơi nhưng mà ba chưa có đi. Thôi sẵn đó ba đưa con về quê luôn ha. Yeah, con cảm ơn ba. Cho tiến sĩ với bọn bon đi nữa được không ba? Đi thì được rồi, nhưng mà ba mẹ của hai bạn đó phải đồng ý mới được nữa. Ừ, dạ. Vậy để con bác tin vui cho tiến sĩ với bọn bon. Nè, đi từ từ thôi, cái chân đau đó. Con hết đau rồi. Anh đó, có tiền không chịu mở phòng khám, giờ còn bày đặt đi chơi nữa. Em sao vậy? Bây giờ mà mình mở phòng khám chẳng khác nào lại ông tôi ở bùi này. Phải đợi cho cái chuyện này nó qua cái đã, hiểu không? Ừ. Mẹ ơi, con lặt ra xong rồi. Trời ơi, hôm nay tiến sĩ giỏi quá ta. Hoa hậu, ra mà coi em nó lặt rau giỏi không nè. Cô Lum Linh ơi. Ờ. Ủa Thi Thi, chuyện gì vậy con? À, con chào cô. Ờ, qua tìm tiến sĩ hả con? Ủa Thi Thi qua chơi với tiến sĩ hả? Thôi mình đang bận giúp mẹ rồi, không có chơi được với bạn đâu. Ừ, không có, mình qua để bác tin vui nè. Ba mình á sắp cho mình về quê có tự nhiên để chơi rồi đó. Cái đó là niềm vui của bạn, đâu có liên quan gì tới mình đâu. Trời ơi, sao không liên quan? Ba mình á còn cho bạn đi theo nữa. Thiệt hả? Ừ. Thôi bạn đi vui vẻ nha, mình không đi đâu. Mình phải ở nhà, tại vì mình cũng muốn mẹ buồn. Mẹ quyết định cho con đi chơi đó. Mẹ nói thiệt hả? Ừ. Yeah, con thương mẹ nhất trên đời. Cảm ơn mẹ. Ừ. Con á, mẹ thấy con ngoan ngoãn cho nên mẹ thưởng cho con. Cứ như vậy mà phát huy nghe không? Dạ. Ừ, thôi bây giờ mình qua nhà bòn bon bác tin vui đi. Ờ đi. Ừ, chào con. Chào mẹ đi. Đi. Ừ. Lẹ đi Thi Thi. Ừ. Mẹ ơi. Cái gì ngày nữa? Mai mẹ cho con đi chơi với bạn nha. Ờ, tụi con tính đi Vũng Tàu á. Mơ đi ha. Đi chơi đi chơi đi chơi, tối ngày đi chơi, ở nhà con quá. Trời đất quỷ thần ơi. Trời đất quỷ thần ơi với ai đó? Con gái còn lứa gì, lười thúi thay à. Mẹ ơi. Bon Bon, mình có tin vui muốn báo cho bạn nè. Nhưng mà tin gì? Là ngày mai á, tụi mình sẽ đi về quê của tự nhiên chơi á. Bạn có muốn đi theo không? Chắc là không quá à. Tại vì hè này nè, mình còn phải đi học thêm nữa. Trời ơi, hè rồi, phải đi chơi chứ. Ờ. Bạn mà học hoài, mẹ bạn hả, bắt đầu giống ba của tự nhiên rồi nha. Từ nay bạn khổ rồi. Ừ. Không có được đi chơi. Ờ, không phải đâu, cái này là do mình tự nguyện á. Cái gì? Tự nguyện? Hả? Ừ, tại vì hồi học kỳ năm trước, mình xém bị ở lại nên mẹ mình buồn lắm. Nên năm nay mình phải cố gắng để được học sinh tiên tiến, để được đi học giỏi. Học giỏi thì có ích gì chứ? Bộ mấy bạn quên là mình ước mơ gì hả? Ước mơ gì? Thì mình ước mơ sau này lớn lên là một vệ sĩ. Thì làm một vệ sĩ thì phải biết giỏi chứ.
À, nhưng mà Bon Bon, bạn suy nghĩ kỹ đi nha. Về quê hả? Có nhiều thứ để chơi lắm. Ừ. Bạn mà không đi hả? Thì sẽ hối hận suốt cả đời luôn á. Trời, tưởng gì? Về quê hả? Ba mẹ mình hay chở mình về quê lắm. Về dưới hoài, chán ợt. Nhưng mà thôi, bây giờ mình phải đi học thêm rồi. Bye bye mấy bạn nha. Xúc xắc xúc xẻ, 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 xúc xắc xúc xẻ. Chơi với tụi mình đi. Hai bạn tên đúng luôn lắm á. Chơi xúc xắc xúc xẻ với mình đi. Thôi, chờ đó cũ rết à. Hay là đi chơi tụi mình đi. Chưa gấp 10 lần hơn chơi xúc xắc xúc xẻ đó. Hoa, nhưng mà đi đâu? Đi bắt ếch. Bắt ở ngoài sông á, vui lắm. Đi với tụi mình đi. Ờ, đúng rồi đó. Mấy đứa mình đuổi theo con ếch, bao vui luôn. Xong rồi hả? Mần thịt ếch ngay tại ruộng, cực ngon luôn. Mới nghĩ thôi mà đã chảy mãi nước miếng rồi nè. Thôi, mình không có đi đâu. Hai bạn đi đi. Ủa, sao vậy? Mà bạn sợ hả? Yên tâm đi, có Liên rồi nè. Không ai dám đụng đến sợi lông của bạn đâu. Tự nhiên đừng lo, có tí bảo vệ rồi. Tự nhiên đi đi. Không có phải. Mà là mình... mình sợ con ếch. Hả? Trời ơi, con ếch dễ thương vậy hả? Mà bạn cũng sợ nó hả? Cũng phải sợ chứ. Con ếch là dòng họ chung với con cóc. Mà con cóc là cậu của ông trời. Mình sợ đụng vô nó bị ông trời phạt lắm. Mấy hôm trước á, hai đứa mình mới vừa đi bắt hai con cóc về cho ba mình mần thịt ăn. Thịt cóc cực ngon luôn. Hay là để mình bắt cho bạn ăn nha. Thôi thôi, mình không ăn đâu. Nghe là thấy gớm rồi, mình không ăn đâu. Thôi, đi. Vậy để ngày mai tụi mình qua chơi nha. Ờ, bye bye. Bye bye. Bye bạn. Ủa, anh... con đâu? Sao anh về con mình vậy? Đừng có nhắc tới nó nữa có được không? Tại vì nó mà anh bị giám đốc khiển trách đó. Ủa, anh nói sao vậy? Có liên quan gì tới giám đốc của anh tự nhiên bị khiển trách là sao? Thì tại vì nó bỏ đi, anh phải bỏ việc đi tìm nó. Mà anh bỏ việc á thì giám đốc khiển trách anh. Thì cũng tại anh thôi, anh ép nó học quá mà, cho nên nó mới bỏ nhà đi đó. Phải như anh nghe em ngay từ sớm rồi á thì đâu có ra nông nổi này. Cái gì ép nó học? Anh không ép nó học á thì làm sao nó trở thành thằng Đồng? Mà nó không trở thành thằng Đồng á thì làm sao em hãnh diện với mọi người được? Anh nói thiệt với em á, anh cũng thương nó lắm chứ bộ. Thấy con như vậy anh cũng xót lắm. Nhưng vì tương lai của nó, vì tương lai của nó anh chấp nhận. Anh phải cắn răng anh chịu đựng. Em có hiểu không? Thôi thôi, nói chung á là bây giờ em không muốn con em thành thằng Đồng nữa. Em muốn nó trở thành một đứa trẻ bình thường thôi. Em muốn đó là chuyện của em. Còn anh, anh nói dứt khoát nó phải trở thành thằng Đồng. Em hiểu chưa? Nhưng mà em cũng quyết định rồi. Em là mẹ, em có quyền dạy con chứ. Bắt đầu từ bây giờ trở đi, em sẽ không để cho anh ép con học nữa đâu. Em dám? Vì con, em sẽ làm tất cả. Cô. Cái này là gì vậy anh hai? Đọc đi rồi hiểu. Chú mày cứ làm theo kế hoạch của anh.
chắc chắn sẽ thành công. Nhưng mà cái này... Xong vụ này, không những anh sẽ xóa hết nợ cho chú mày, còn chia cho 10% để làm vốn nữa. Và điều quan trọng là con bé Hoa Hồng sẽ được yên ổn. Chú mày hiểu ý anh chứ? Dạ em hiểu. Tốt lắm. Vậy là kể từ bây giờ chúng ta là anh em một nhà. Giấy số, con đi bán đi. Dạ cảm ơn chú. Trời, hôm nay không bán được tờ giấy số nào. Không sao đâu con, từ từ mà. Ai mua giấy số không? Ai mua giấy số không? Không làm thì tội nghiệp mình. Em ăn xong rồi, lát chú rửa giùm tôi nha. Chị để đi, chuyện nhỏ như con thỏ. Ông chủ. Chuyện đó ông tính sao? Chuyện gì? Thì cái chuyện học của thằng Tự Nhiên đó. À, con đừng có lo, cứ để cho nó chơi vài ngày nữa đi. Mai mốt nó lên đây hả, tôi ép nó học lại gấp 3, gấp 4 lần cho cậu coi. Ý tôi không phải vậy. Tự Nhiên năm nay lên cấp 2 rồi. Ông chủ có tính chọn trường nào cho nó học chưa? Trường á hả? Dạ. Chưa, cũng đang suy nghĩ. Người ta có câu, ăn là phải no, học thì phải giỏi. Mà muốn học giỏi thì phải học trường chuyên. Mà chẳng những vậy, còn phải học lớp xịn. Có như vậy thì mới chắc chắn đổ đại học được. Mà đã đổ thì phải đổ đại học top đầu nữa kìa. Top đầu? Ý của cậu là sao? Có nghĩa là... Anh đi làm chung với em không? Không, anh đi trễ mà, em đi trước đi. Dạ em đi trước nha. Bé Tự Nhiên nó là một thần đồng. Mà đã là thần đồng thì phải học trường chuyên. Chứ để nó học mấy cái trường làng nhàng chung với mấy đứa học sinh cá biệt lại học dở, sẽ ảnh hưởng tới năng lực học tập của nó. Như vậy thì tội cho nó lắm. Ở trường chuyên, người ta có giáo viên dạy giỏi, như vậy mới xứng đáng với nó chứ. Tôi cũng đã nghĩ từ lâu về cái chuyện này. Nhưng mà thật ra có một điều là chưa tìm được cái trường nào xứng đáng với thằng con của tôi hết. Tôi biết có một cái trường này. Nó là trường quốc gia Nam Hòa. Trường này được mệnh danh là trường quý tộc của Việt Nam đó nghe. Ở đó toàn là học sinh giỏi không à. Đứa nào được học trường này, trời, phải nói là oai hết biết luôn. Vậy hả? Cái gì chứ, tôi thấy nghe mà cái vụ mà quý tộc với lại trường đẳng cấp là tôi khoái liền. Dạ. Mà nè, cái trường đó chừng nào người ta tuyển sinh, với lại cái cách mà nộp hồ sơ như thế nào, cậu có biết không? Muốn vô học cái trường này không phải dễ đâu ông chủ. Không dễ? Dạ. Có gì đâu, con tôi là thằng đồng mà. Nhiều khi người ta biết được con tôi là thằng đồng, người ta sẽ tới tận nhà, người ta mời con tôi tham gia học cái trường đó. Để chi? Để cho người ta lấy nem chứ sao.
Nói như vậy là ông chủ chưa biết gì về cái trường này rồi. Cái trường này có tên là trường quý tộc. Đã quý tộc thì toàn là con đại gia học ở đây không. Tôi nói ông chủ nghe, học giỏi là một chuyện, không phải có tiền thì muốn cho đại học là được đâu. Nói như cậu vậy, vậy chứ người ta tuyển sinh làm gì? Mấy cái đó chỉ làm màu thôi. Hả? Làm màu thôi? Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Nhưng mà thần đồng cũng phải tốn tiền nữa hả? Ông chủ đừng nói tốn tiền, cái đó gọi là bôi trơn. Thôi được rồi, cái vụ này để tôi tính lại kỹ coi sao. Từ từ rồi tính. Trời ơi, sao hôm nay đi sớm vậy? Rồi, trang điểm đậm, lộng lẫy quá vậy nè. Thì người ta nói á, con gái đẹp khi yêu, còn đàn bà đẹp lúc chồng không ở nhà. Ủa vậy là sao? Chồng em với lại con em không có nhà hả? Đi đâu vậy? Chồng em á đưa con Thi xuống nhà ba chồng của chị chơi rồi. Ta nơi sướng gì đâu á. Hôm nay á không phải dậy sớm giặt đồ nấu cơm. Sướng ơi là sướng gì đó. Xuống nhà ba chồng chị? Thiệt hả? Thiệt. Lúc đầu á chồng em định đưa Thi đi du lịch, nhưng mà nó nhất quyết rồi xuống chơi với Tự Nhiên đó. Được vậy thì tốt quá, chị đang lo đây nè. Lo là thằng Tự Nhiên á đi xuống dưới đó không có bạn chơi, hiểu không? Giờ khỏi lo rồi hen. Trời ơi, sao hôm nay chị xuyến đẹp quá vậy? Ủa mà hai người đang nói chuyện gì với nhau vậy? Kể cho em nghe với. Năn nỉ đi tôi kể cho. Không thèm năn nỉ. Nhìn mặt chị á là em biết con chị về rồi đúng không? Trời ơi, sai bét. Con chị về đây á là chị không có vui được vậy đâu. Ủa con chị chưa về mà sao chị vui quá vậy? Bộ chị không lo cho con chị hả? Lo thì lo, nhưng mà nó về đây chị lo hơn á, không có vui nổi. Ủa, chị đang chê chữ với em đúng không? Chị có thể nói đơn giản rõ ràng nhất cho em hiểu được không? Chuyện là vậy nè. Thật ra bây giờ mà con chị về đây á là ông xã chị á sẽ bắt nó học ngày học đêm. Mà như vậy là tội nghiệp nó, sợ sau này nó bị thần kinh. Thà là để cho nó ở dưới quê á thì nó đỡ hơn, nó thoải mái hơn, có đúng không? Chị nói vậy càng khó hiểu. Chẳng phải lúc trước chị luôn muốn cho con chị học tốt nhất sao? Thì đó, nhắc lại á, chị mới thấy xót xa trong lòng. Thấy thương quá à, thấy tội nghiệp thằng nhỏ ghê á. Mình cứ áp đặt cho nó bắt phải học cái này, học cái kia. Rồi á, mình không đặt trường hợp của mình vào trường hợp của nó, làm cho nó bị căng thẳng. Rồi bây giờ nó mắc bệnh luôn. Đó, thấy chưa, em nói mà. Mà khi nó bệnh rồi á thì mình mới biết được, em hiểu không? Ơi, thiệt á, bây giờ chị chỉ mong á là con chị phát triển như những đứa trẻ bình thường là chị vui rồi. Thực ra thì lúc trước em với chị Xuyến thấy chị như vậy cũng định khuyên chị. Nhưng mà thấy chị tự hào về con của mình quá nên tụi em cũng không dám mở miệng nữa. Em thấy điều quan trọng bây giờ là chị phải cảm hóa ông chồng của chị đi. Đúng rồi đó chị. Ngày nào mà ổng còn á muốn biến Tự Nhiên thành thần đồng là ngày đó Tự Nhiên còn gặp nguy hiểm đó. Chị biết, bây giờ chị cũng sợ lắm rồi. Nhưng mà cái vấn đề ở đây á là ông chồng của chị á, trời ơi, ổng cứng đầu lắm. Thôi, đi làm việc đi. Làm việc đi. Ở đây đẹp giống như trong truyện tranh ha Thi. À đúng rồi đó. Mà quê tiến sĩ có đẹp vậy không? Đẹp, nhưng mà không có bằng. Hả? Ý tiến sĩ là sao? Là ở đây nè, đẹp hơn quê của tiến sĩ nhiều. Biết sao không? Là quê của tiến sĩ trồng toàn lúa, còn ở đây trồng toàn dừa không à. À vậy tiến sĩ biết tại sao người ta trồng toàn dừa không không? À mình biết rồi. Tại vì ở đây người ta thích ăn dừa, người ta mới trồng dừa. Còn quê của tiến sĩ thì thích ăn cơm nên trồng lúa. Không phải đâu. Tiến sĩ biết tại sao không? Tại vì hả, đất ở đây nè thích hợp để trồng dừa nên người ta mới trồng dừa. Còn hả, đất ở dưới quê tiến sĩ thích hợp để trồng lúa nên người ta mới trồng lúa đó. À con nói đúng không ba? Đúng rồi đó. Nhưng mà người ta trồng nhiều dừa như vậy nè, sao người ta ăn hết? À, tiến sĩ
biết mấy trái dừa mình hay ăn không? Là từ đây vận chuyển lên đó để bán á. Ồ, hèn chi ở Sài Gòn á, người ta bán dừa người ta cứ reo lên là đây là dừa của Bến Tre nè. Đúng rồi đó. Wow, đẹp quá ha. Bé ơi, mai mốt tao về tao sẽ đưa mày về thành phố của tao. Xong rồi hả? Tao sẽ cho mẹ ở chung với tao luôn. Xong rồi hả? Tao kêu mẹ mua một cái hồ bự là tự nhiên luôn. Dạ. Có bạn con tới thăm con kìa. Dạ thôi thôi, nội cứ về hết trơn đi. Con đang tâm sự với bé. Tự nhiên ơi. Đó. Chào bạn. Tự nhiên. Hả? Đi, tiến sĩ. Dạ con chào bác Minh. Ủa, sao hai bạn biết mình ở đây mà tìm vậy? Ba mình cho mình về đây chơi với bạn á. Với lại bạn đi mà không nói một lời, làm hai đứa tụi mình lo quá chừng luôn. Vậy cho mình xin lỗi nha. Để mình giới thiệu bạn mới cho hai bạn. Anh đây, mình đi vô uống trà để cho ba đứa nhỏ nó chơi với nhau. Dạ. Đây là bé của mình á. Và cũng là người bạn thân của mình. Mình xin giới thiệu với bạn hai người bạn của mình nha. Đây là cô bé xinh đẹp tên là Thúy Thi. Chào bạn. Còn đây á là người màu úng tên là Tiến Sĩ á. Mày kỳ quá. Nhưng mà đây là con cô, không phải là bé đâu. Tiến Sĩ à? Bé á, từ tiếng Anh có nghĩa là thú cưng đó, bạn có hiểu không? Ồ. Hả? Thế tự nhiên hả? Mai mốt mà chơi chán rồi đó, mày luộc lên rồi ăn. Thích nhất là củ luộc á. Tiến Sĩ. Ô bơ sẽ Tiến Sĩ ra luôn. Tự nhiên bạn của người ta cứ đem đi luộc à. Vô duyên. Bỏ gì? Thôi, mình xin lỗi. Hay, đi chút nữa mình ra đầu bắt con khác. Bạn chỉ mình là chỗ đó nha. Hả? Hả? Hai bạn, mình cũng muốn nữa. Cho mình đi chơi luôn. Mình sẽ giữ hai bạn ra một chỗ. Được lắm, bộ hương này luôn. Được á. Yeah. Chào. Chào bạn nghe. Tự nhiên, đi nhanh lên. Đi về chừng nào mới tới. Các chị cũng phải từ từ chứ. Mà bạn kể cho mình đúng không? Đó là hai bạn Tí và A Liên á. Thận á mấy bạn ơi, ở đây có nhiều cỏ gai lắm á. Ê á, chuyện gì vậy? Gì vậy? Mấy bạn, mình bị cây cỏ gai đâm rồi. Trời ơi, xước có chút xíu nhầm nhỏ gì, đi lẹ lên. Mình chạy gì tới thua kìa. Hai bạn bỏ mình kỳ quá vậy. Trời. Tự nhiên bạn tới rồi hả? Lại bạn kia bắt cua với mình đi, ở đó có nhiều cua lắm á. Thôi, mày không có đi đâu. Mà Liên ơi, mình xin giới thiệu với bạn hai người bạn ở trên thành phố của mình. Đây là Thi Thi, còn đây là Tiến Sĩ. Hai bạn đó cũng muốn nuôi cua, hay là Liên bắt cho hai bạn đó nha. Đồng ý luôn. Cái hồi á, mình cho các bạn coi, mình có nhiều cua lắm, lựa chọn thoải mái luôn. Lựa thoải mái luôn ha. Đúng rồi đó. Hai bạn chỉ mình cách bắt cua đi. Ok con về. Bạn lại đằng kia đi, mình chỉ bạn bắt cua cho. Thi ơi, bạn không sợ bị ba bạn la hả? Lỗi dưới ruộng á, xình như hầy à. Kể đi. Chắc ba mình chỉ la mình thôi, chứ không đánh mình đâu ha. Bạn có muốn bắt cua với mình không? Muốn chứ. Bạn phải cẩn thận đó nha, coi chừng bị cua kẹp vào tay là đau lắm đó. Không sao đâu, ở thành phố á, mẹ mình mua cua về cho mình. Mình hay chơi chơi nó, chút nữa mình sẽ bắt cua cho bạn coi. Vậy mình đi thôi. Đi thôi. Ủa, anh mang hồ sơ học bạ của con ra làm gì? Nhớ nó hả? Trời đất ơi, nhớ cái gì mà nhớ. Đem qua nộp cho trường quốc gia Nam Hòa để xin cho nó học. Trời ơi, còn vài ngày nữa người ta mới nhận hồ sơ, tự nhiên bây giờ anh mang tới làm chi? Thôi, để vài bữa nữa đi. Bây giờ mang tới người ta cũng đâu có nhận. Thiệt khổ ghê, anh biết anh đang làm cái gì mà. Em nhiều chuyện quá. Mà nè, trưa nay đừng nấu cơm cho anh nha. Anh ở lại công ty đó. Cá đã cắn câu.
Cậu cứ về trước đi, khi nào xong việc á tôi sẽ gọi cho cậu. Dạ. Vậy ha. Tôi biết rồi. Về đi. À anh ơi, anh bảo vệ, cho tôi hỏi một chút. Anh đi đâu vậy anh? Tôi muốn vô nộp hồ sơ cho thằng con tôi đó mà. Nhà trường chưa có tuyển sinh anh, nên anh cứ về nhà đi. Khi nào có thông báo chính thức hãy vào nộp hồ sơ cho cháu anh. Vậy hả? Khi nào có thông báo anh quay lại nha. Anh cầm uống cà phê. Ủa cái gì vậy anh? Chưa tới ngày tuyển sinh nên ban hội đồng tuyển sinh chưa có làm việc. Anh đi vào trong đó không có gặp ai đâu anh. Ít quá phong. Anh cầm vô đây cũng được. Tôi nói vậy mà anh không hiểu hả? Không phải là tôi không muốn cho anh vào, mà nhà trường chưa nhận hồ sơ vào lúc này anh. Thôi anh cất tiền đi, không khéo ban giám hiệu nhìn thấy á là tưởng tôi nhận hối lộ của anh. Kỷ luật tôi là phiền lắm đó anh. Dạ cảm ơn. Chào anh. Tới giờ chưa em? Sao kỳ vậy ta? Ông hẹn mình 2 giờ mà sao giờ này chưa thấy? Ráng chờ chút xíu đi. Anh là người làm ăn uy tín, biết rồi, không có lừa mình đâu. Chờ thêm chút nữa coi sao. Kìa tới rồi kìa. Dạ chào anh chị. Chào em. Chào em. Anh chị đợi em đâu chưa? Không sao, mới tới à. Chị chỉ cần em trả cho con chị được học ở trường này, chờ đến ngày mai á chị cũng chờ được nữa. Dạ, em báo cho chị một tin vui luôn. Con của anh chị á vài bữa nữa chính thức được học trường này rồi. Nếu vậy thì mừng quá. Thiệt hả? Dạ. Vậy chị cảm ơn em nha. Chị cảm có nằm em. Mơ á chị cũng không nghĩ là con chị được học chính thức ở trường này đâu. Dạ, cũng may á là anh chị gặp em sớm. Chứ bây giờ tuyển sinh á cũng chỉ là cái cớ thôi. Dạ? Chứ bây giờ người ta chạy trường á cũng gần đủ chỉ tiêu luôn rồi. Dạ. Thiệt hả? Vậy thôi chị cảm ơn em nhiều lắm nha. Dạ không có gì đâu chị. Như vậy thì còn gì bằng. Dạ. Cảm ơn em trước nha. Thôi vợ chồng anh xin phép về để báo tin cho thằng quý tử nha. Nữa. Cảm ơn em ha. Dạ em cảm ơn chị nha. Chị đi nha. Dạ. Anh ơi. Đó. Có chuyện gì không anh? Anh có thể giúp cho tôi lo cho con tôi vô học trường này được không? Con anh hả? Dạ. Chắc nhà báo muốn tìm tin để đăng bài phải không? Không phải đâu. Thực sự tôi đang muốn lo cho con của tôi vô học trường này nè. Anh có thể giúp cho tôi được không? Sao rồi anh hai? Xong rồi. Nhiệm vụ của chú mày bây giờ là dụ dỗ hắn tới nhà anh dây nặng lại. Yên tâm, anh vẫn còn nhớ lời hứa trước kia. Xong vụ này anh sẽ xóa nợ cho chú. Anh hai giữ lời hứa nghe. Anh chưa bao giờ nuốt lời với ai hết. Không tin thì hỏi đàn em của anh đi. Thôi chú yên tâm đi, đại ca chưa bao giờ thất hứa với một người nào hết. Hiểu. Dạ trưởng phòng, em mới chợp mắt chút xíu à, em làm liền. Dạ. Không sao đâu. Mệt mà, ngủ một chút. Dạ. Tôi có chuyện muốn nhờ cậu một chút. Ra đây. Dạ. Dạ có chuyện gì gấp không trưởng phòng? Chuyện là vậy. Tôi có chuyện muốn nhờ cậu giúp. Cậu có giúp tôi được không? Trưởng phòng ơi, từ đó giờ trong công ty trưởng phòng lo cho em quá trời luôn. Bây giờ trưởng phòng bị cái gì em giúp hết. Như vậy mới đúng là chuyện hữu của tôi chứ. Dạ. Chuyện là vậy. Dạ. Tôi đang kẹt quá. Cậu có thể cho tôi mượn chút tiền được không? Dạ được. Gì chứ, chuyện đó dễ mà sếp. Ủa mà sếp mượn nhiêu? 70. Dạ có.
Nè. 70 triệu á. Dạ sếp ơi, em làm lương tháng có 6 triệu à. Em làm tháng nào em xạo tháng đó, đâu có dư đâu sếp. Vài trăm ngàn thì có chứ vài chục triệu thua. Ừ, vậy hả? Dạ. Không bán vậy. Cậu về nhà cậu mượn ba má của cậu đi. Tôi sẽ trả lại nhanh lắm, yên tâm đi. Dạ sếp ơi, ba má em còn đợi lương hàng tháng em gửi về á, đâu có dư đâu sếp. Vụ này á hơi khó. Sếp, không ấy sếp vô sếp hỏi mượn giám đốc đi. Giám đốc chắc chắn có. Giám đốc? Dạ. Được rồi, cảm ơn cậu. Để tôi qua gặp giám đốc coi sao. Dạ dạ. Vô đi. Dạ thưa sếp, em có chuyện muốn nói với sếp. Cậu tới đúng lúc lắm. Dạ. Tôi cũng đang có chuyện muốn gặp cậu nè. Dạ. Kỳ này á, phòng kinh doanh của cậu làm ăn cái kiểu gì vậy? Đi làm thì bữa được bữa cái, doanh số thì giảm thậm tệ luôn. Dạ. Cậu làm trưởng phòng á, mà cậu làm như vậy thì làm sao quản lý được nhân viên? Dạ. Cậu nên điều chỉnh tư cách làm việc của cậu đi. Dạ em biết rồi sếp. Em sẽ cố gắng hơn. À, hôm nay cậu tới gặp tôi có chuyện gì không? Em dạ không. Em biết là sếp đang giận em, cho nên là em cố tình qua đây để xin lỗi sếp thôi. Thôi được rồi, cậu ra ngoài làm việc tiếp đi. Dạ. Sếp à. Chuyện gì nữa? Dạ không. Dạ em về làm việc nghe sếp. Cái gì? 200 triệu hả? Trời đất ơi, 200 triệu mới được vô trường chuẩn sao? Chứ sao? Trời ơi, anh bị lừa rồi. Anh nghĩ sao vậy? Con mình nó là thần đồng, đáng lẽ ra người ta phải đến đây mời mình vô cái trường đó. Còn đằng này mình phải bỏ tiền ra làm sao? Trời, em nói vậy, bây giờ em không biết về thời cuộc bây giờ vậy trơn á. Thời buổi bây giờ á, nhất tiền tệ, nhì là quan hệ, thứ ba mới là trí tuệ. Em mà không có tiền á thì làm sao em vô được trường chủ quốc gia? Em không tin thì hỏi giang hồ thử coi. Đúng vậy đó chị. Nhưng mà bây giờ mình làm gì có tiền? Thôi anh ơi, hay là bây giờ cho con mình học trường bình thường thôi được không? Không được, nhất định phải học trường quốc gia. Bây giờ không có tiền thì cũng phải mượn làm sao cho có tiền cho con mình để đi học. Nhưng mà mượn ở đâu ra nữa? Anh không biết là cái nhà này nè phải mượn ngân hàng mới mua được đây nè. Tự nhiên bây giờ bỏ ra 200 triệu để lo con vô trường chuẩn làm sao? Mình còn phải để lại một ít để mà phòng thân nữa chứ. Thôi, em đừng có nói tới nói lui nữa. Thôi bây giờ anh tính vậy. Anh sẽ đi mượn một số tiền của đồng nghiệp của anh, còn số còn lại anh sẽ vay trong ngân hàng. Vậy thôi. Trời ơi, mượn nữa hả? Rồi tiền đâu mà trả? Trời ơi, mệt em quá. Ông chủ à, tôi nghĩ là bây giờ mà làm thủ tục vay ngân hàng lâu lắm, làm sao mà kịp được. Vậy hả? Dạ. Đây là học bản của con cụ, cụ cứ coi đi. Phải chi gặp em sớm á thì đã biết mấy. Bây giờ trường á cũng đã tuyển sinh gần đủ chỉ tiêu rồi, cho nên là cũng hơi bị khó. Chỉ là gần đủ chỉ tiêu thôi, nhưng mà vẫn còn có cơ hội, đúng không? Nhưng mà nếu anh muốn thì tiền hơi bị nhiều lắm. Khoảng 200 triệu đó. Cái gì? 200 triệu hả? Dạ đúng rồi. Nè, anh có thể bớt một chút được không? Chứ 200 triệu nhiều quá. Trời ơi, có 200 triệu à, em còn phải chi rất là nhiều người nữa đó. Nếu mà ít á, thì em chi cũng đủ. Lúc đó thì làm trễ chuyện học của cháu thì tội nghiệp. Nhưng mà... hay là anh xin cho cháu học trường khác đi, trường Hồng Lan đi. Mất chỉ có 10 triệu thôi. Nhưng mà em nói trước nha, trường đó chỉ dành cho những học sinh nghèo, mức học trung bình thôi nha. Cái gì? Không có được đâu. Con của tôi là thằng đồng mà,
không thể nào học biết trường vẹn bọn như vậy được hết á. Thôi bây giờ về đi. Bố cho tôi thêm thời gian. Ngay ngày mai thôi, tôi về suy nghĩ cho thiệt kỹ và xây sửa tiền bạc. Có gì tôi sẽ liên hệ với cậu. Vậy cũng được. Vậy anh cố gắng ngày mai tranh thủ đưa tiền cho em nha. Chứ đợi lâu hết chỉ tiêu thì anh có 1 tỷ á, thì anh cũng không xin được đâu. Căng dữ vậy ta. Dạ. Em tên là Nguyễn Tấn Lực. Đây là cặp visit của em. Có gì á, anh cứ gọi điện thoại cho em. Rồi, cảm ơn cậu. Dạ. Ông chủ à, tôi có biết một chỗ này cho vay tiền tươi luôn mà lãi suất phải chăng lắm. Ông chủ có cần tôi giới thiệu không? Vậy hả? Ở đâu vậy? Nè, trời đất ơi, cái gì vậy? Tự nhiên bây giờ đi vay nặng lãi nữa hả? Chú đừng có xúi chồng tôi làm mấy cái chuyện đó nghe. Nếu mà chủ không thích thì thôi. Không được, cậu phải dẫn tôi tới đó. Anh! Cái gì? Không có được, không có được đi vay nóng như vậy. Anh có biết là vay như vậy là mất cái nhà này không? Nó xí cái nhà này đó. Mệt quá, tại sao lúc nào em cũng suy nghĩ tiêu cực hết vậy? Tiêu cực cái gì? Em không đồng ý, em nói rồi đó. Em không đồng ý, đó là chuyện của em. Còn anh là trụ cột trong gia đình, anh có quyền quyết định hết tất cả. Trời ơi, nhưng mà... Em, nín. Ngày mai, cậu dẫn tôi tới đó đi. Dạ, ông chủ. Chú Lý ơi, chú Lý ơi. Ai vậy? Chú có nhà không? Lên con nói chuyện chút xíu được không? Chờ một chút. Trời chú ơi, chú phải giúp con thôi, chết rồi. Chuyện nhà gì? Con có ta chuyện đang nấu rồi ăn. Chú ơi, đang nấu ăn, có gì nói lẹ. Chú nấu xong chưa? Chưa. Vậy giờ sao? Nhà con có chuyện rồi, chuyện gấp lắm. Bình tĩnh, ngồi xuống đây nói tiếp. Dạ. Bình tĩnh, chuyện gì? Trời ơi, bây giờ con không biết tính làm sao đây nè. Bình tĩnh. Dạ. Có phải là cái chuyện mà thằng con bay đi về quê rồi mất tích nữa không? Không, không, không. Thằng tự nhiên không có vấn đề gì hết trơn á, nó bình an vô sự. Vậy thì chuyện gì? Cái vấn đề là nhà con sắp mất rồi. Nhà bay sao mất? Thì đó. Có phải là chơi hụi rồi bị giật mất phải không? Không. Cờ bạc quýnh đề rồi bị xiết nhà. Không có phải. Cái gì? Chú có biết thằng Giang Hồ không? Biết. Đó, nó nói chồng con á là thằng tự nhiên á là phải cho vô học trường chuyên, mà cuối cùng á bây giờ vô học trường đó phải tốn tiền. Nó bắt chồng con á phải đi dây nóng ở ngoài á, mà bây giờ con nói rồi chồng con không có nghe. Khùng hết trời, chồng mày nó điên rồi. Thằng con mày nó học giỏi cần gì phải vô trường chuyên, trường điểm, rồi trường này trường kia. Thì đó, con cũng nghĩ vậy đó. Mà ai cũng nói, ai cũng khuyên hết, mà chồng con không có chịu nghe. Cứ một hai là đi mượn tiền vậy đó. Mà bây giờ mượn tiền rồi không có tiền trả là phải cầm cái nhà rồi mất nhà đó, chú hiểu không? Bây giờ tính sao hả chú? Thằng chồng mày chừng nào nó đi? Thì ngày mai ổng mới đi. Được rồi, ngày mai tao qua tao tính sổ với nó. Nhưng mà tính sao? Tao nói đàng hoàng tử tế cho nó nghe, phân tích kỹ càng cho nó biết. Dạ. Nếu mà nó không nghe, tao dùng vũ lực. Trời, được không? Sao không được? Trời. Dạ, vậy tốt quá chú. Vậy chú giúp giùm tụi con. Chứ bây giờ con rối quá, không biết tính sao hết trơn á. Thôi bây về đi. Dạ. Mai tao qua. Dạ. Vậy con xin phép chú. Chú nhớ giúp con ngày mai nha chú. Dạ, con về. Gì đâu mà rối dữ vậy không biết nữa. Con chào ông Lý. Gì nữa đây? Sao mặt mấy xị vậy? Sao? Chuyện sao mà con buồn? Thì con vừa phát hiện ra chú Giang Hồ là người xấu. Con thất vọng toàn tập luôn. Vậy là con thấy thần tượng của con không còn là thần tượng nữa chứ gì? Dạ. Không sao, thấy không? Mình có thần tượng, mà bây giờ mình thấy thần tượng mình không được thì mình kiếm thần tượng khác. Con sẽ chọn một người nào đó đẹp hơn chú Giang Hồ nè, khỏe hơn chú Giang Hồ nè, tốt hơn chú Giang Hồ, làm thần tượng. Thí dụ như là, ôi mà tánh con ông biết con mê mấy người vệ sĩ, thấy không? Dạ. Con xem phim hoặc là con xem tin tức thấy mấy người vệ sĩ mà đi bảo vệ nguyên thủ quốc gia như tổng thống rồi đó, qua dễ không? Dạ. Con thần tượng một trong những người đó. Mai mốt con lớn lên, con sẽ làm một vệ sĩ chuyên quốc gia luôn. Được. Dạ. Còn bây giờ cái chuyện mà mình mất thần tượng của mình qua cái chú Giang Hồ, chuyện đó là chuyện nhỏ, nhỏ giống như con thỏ. Dạ. Đúng không? Từ nay con sẽ không thần tượng chú Giang Hồ nữa. Giỏi, lo học hành là số 1. Dạ. Bắt tay cái coi. Ê, tự nhiên, Thi. Ừ? Mình có hẹn đi chơi với Liên với Tí á. Từ từ đi. Đang sạc nè.
Mấy đứa ăn từ từ thôi, mắc nghẹn bây giờ đó. Đồ ăn trong bếp còn nhiều. Dạ. Bà Du lấy thức ăn thêm cho tụi nó ăn đi bà. Ừ. Ngon quá à. Ba con Thi coi đồ ăn ở thành phố có tương ngon bằng đây không? Dạ ngon lắm chú. Ừ. Cái gì ở dưới quê mình hoàn toàn khác. Ở Sài Gòn cái gì cũng quá chất hết, con vừa ăn mà vừa sợ. Ừ. Thôi ngày mai á, chú sẽ ra đồng kiếm mấy con cá đồng về nướng chui, rồi hai chú cháu mình lại ra. Dạ. Con cảm ơn chú nha chú. Dạ. Đây, đem đồ ăn cho mấy con rồi đây. Ơi, con no lắm rồi. Ủa? Con không phải chơi hả? Rồi, con rồi, chơi con cũng đi luôn ạ. Rồi vậy hơn. Nè, con ơi, chơi ở sân thôi nghe. Dạ. Đừng có ra ngoài ruộng, bây giờ nhiều rắn rít lắm đó. Dạ, con